9 màu nâu nổi bật mùa xuân hè. 1. Màu nâu nút, cà phê au lay. Những màu nâu nút trông như màu của những ly latte là sự thay thế ấm áp cho màu nâu chocolate của mùa đông. Và những sắc độ nâu nút đậm nhạt vô cùng thanh lịch và sang trọng đã xuất hiện trên sàn diễn tuần lễ thời trang New York. Chắc chắn màu nâu nổi bật mùa xuân hè này sẽ còn lên xu hướng cả trong mùa thu đông năm nay. Màu nâu nút rất tôn da, dễ tạo kiểu, dễ phối trang phục và đặc biệt sẽ phù hợp với mọi màu da. 2. Màu hồng kẹo, BUBBLEGUM. Một sắc hồng tươi tắn và ngọt ngào tựa như những viên kẹo xinh gum nhất định sẽ làm say lòng các cô nàng bánh bèo. Màu này rất là xinh xắn và trẻ trung. Sắc hồng sáng sẽ làm nổi bật đôi bàn tay của bạn. 3. Màu vàng chanh LIMONCELLO. Màu nêu nổi bật mùa xuân hè 2022 chắc chắn không thể thiếu đi màu vàng, mà lần này sẽ là sắc vàng chanh tươi mát. Một màu vàng pha chút xanh lá cây và hơi nhạt một chút như những viên kem chanh ngon lành. Nếu bạn sợ nổi bật quá có thể hạ tông màu vàng chanh bằng cách thêm một chút màu kem vào. 4. Màu xanh bọt biển, Seafoam. Bạn không thể phủ nhận độ phủ sóng của màu xanh lá cây trong năm nay. Nó đã hoàn toàn chiếm lấy phong cách trên diện rộng. Vậy tại sao móng tay của chúng ta lại bỏ lỡ sự đặc biệt này? Theo đuổi xu hướng xanh lá cây, sắc xanh lá kết hợp xanh biển đã tạo nên sắc xanh đặc biệt của làn nước biển trong lành. Một màu sắc rất dịu mắt và mềm mại làm xua đi cái nóng của ngày hè. 5. Màu cam tươi tangerine. Warner School nghĩ rằng màu cam sẽ sự thay thế cho màu đỏ cổ điển vào mùa xuân này. Bạn không thể quên được sắc cam mọng nước và ngon mắt của những quả cam quýt. Mặc dù trông nó có vẻ khá nổi bật nhưng bạn cứ thử nó một lần đi, chắc chắn bạn sẽ thích nó. Một màu nêu nổi bật mùa xuân hè 2022 rực rỡ này sẽ làm tâm trạng của bạn trở nên vui tươi và bộ cánh thêm phần thú vị hơn đấy. 6. Màu xanh cốm pastel chartreuse. Lại một sắc xanh lá cây trong bộ màu sắc xu hướng này, một màu xanh cốm pha trộn không hoàn toàn xanh và không hoàn toàn vàng, tựa như màu hạt lúa non ngon lành. Các chuyên gia đã nhận thấy xu hướng móng tay màu xanh lá cây luôn được lặp đi lặp lại nhiều lần trong năm qua. Màu xanh lá pastel này rất nhẹ nhàng, thích hợp cho các chị em văn phòng diện đấy nhé, trông rất xinh luôn. 7. Màu xanh tím PERIVKINKLE. Màu nêu xuân hè 2022 làm sao thiếu được sắc xanh tím Very Pretty, màu sắc của năm 2022 đã được Pantone công bố. Đây là một màu sắc của sự sáng tạo phá cách, tượng trưng cho sự tự tin, thoải mái và tràn đầy năng lượng. Bạn có thể chọn màu xanh tím này với màu sơn trơn, hoặc phối màu kim tuyến cũng rất hút mắt. Nó vừa có gì đó nữ tính, dịu dàng nhưng cũng không kém phần trẻ trung, hiện đại. 8. Màu nâu kem Creamy Brown. Một sắc nâu dịu dàng như L'Espresso sẽ trung hòa lại những sắc màu nổi bật trên đây. Nếu bạn muốn thử một sắc nêu nhã nhặn thì nên chọn màu nâu kem này. Màu nâu không quá u tối, vì đã pha trộn một chút màu trắng để trông nó quyến rũ hơn, không quá mạnh mẽ. 9. Màu xanh lá cây Earthy Green. Có vẻ như 9 màu nêu nổi bật xuân hè 2022 đang rất thiên về các màu sắc gợi nhớ đến thiên nhiên, từ các màu xanh lá, màu nâu cho tới màu cam. Và màu sắc cuối cùng chính là sắc xanh của hoa lá tươi mát ngày hè. Sắc xanh quen thuộc, dịu mát và rất thời trang. Vậy là chúng ta đã cùng lướt qua xong 9 màu nêu xu hướng xuân hè 2022 rồi. Warner School tin rằng bạn sẽ thấy thích thú với bảng màu này và đã chọn được cho mình những màu sắc ưng ý. Còn chờ gì nữa, tông nền đã có rồi, bây giờ chỉ còn lên mẫu lên tay và cảm nhận hương vị xuân hè trên những ngón tay của mình thôi bạn nhé.